Đây là căn nhà giá rẻ dưới 1 tỷ, ngang 4 dài 10, ngay khu đô thị 5 sao. Đây là con đường đằng trước nhà của chúng ta các anh chị nha. Đường này là xe hơi vô được luôn. Đường này là ra khu đô thị 5 sao các chị nha. Hướng này ra khu đô thị 5 sao. Dân cư ở xung quanh này rất là đông đúc rồi các anh chị. Các anh chị yên tâm nha. Đây là con đường dẫn tới căn nhà của chúng ta. Căn nhà của chúng ta nằm sau cái căn nhà mặt tiền này các anh chị. Ngang 4m, dài 10m các anh chị nha. Căn nhà này là dưới 1 tỷ. Và giá thì em sẽ nói bật mí vào gần cuối chương trình. Các anh chị hãy theo dõi hết video để mình xem được cái giá này. Giá rất rẻ luôn. Đang cần tiền bán gấp luôn. Hiện tại ở đây có 3 căn thì bên em bán 1 căn rồi. Còn 2 căn nữa các anh chị nào có nhu cầu thì mình có thể mua được 2 căn nha. 2 căn màu xanh này. Đó. Cái hẻm này là hẻm thông luôn. Một đầu mình có thể vô xe hơi được. Còn cái đầu đi vô này thì xe hơi chưa vô được nha. Cái hẻm đầu ra này chỉ khoảng là 2,5 m thôi. Còn một đường hẻm kia, một cái đầu này thì mình sẽ đi xe hơi vô được. Căn nhà này có chiều ngang rất rộng nha. Chiều ngang là 10m nha. Và chiều sâu là 4m. Đấy, con hẻm đằng trước này thì 2,5 m thôi. 2,5 m. Ra cái hẻm xe hơi chỉ khoảng một căn nhà nha. Hướng của căn nhà là hướng Tây Nam. Hiện tại thì căn này sổ hồng riêng từng căn và giá dưới 1 tỷ, nằm gần khu đô thị 5 sao, cách chợ Bình Chánh chỉ khoảng 2 cây theo đường Đinh Đức Thiện nha. Các anh chị nào chưa đăng ký kênh thì hãy nhấn vào nút đăng ký kênh để mình nhận được video hàng ngày vào 20 giờ mỗi ngày nha. 20 giờ là sẽ có video mới cho các anh chị xem, hoàn toàn miễn phí và thông tin đầy đủ, trung thực, giá cả rõ ràng, báo giá đầy đủ luôn, không báo giá một nửa hay là 30%. Cái cửa này là cửa sắt, mình có thể kéo nha. Cửa lên cửa lùa đó. Sân trước nhà của chúng ta chỉ còn 1m thôi. Và đây là phòng khách của chúng ta. Căn này thì có chiều ngang là 10m đó. Chiều sâu vô khoảng 4m2 gì đó nha. Và đây là phòng khách. Giá rất là rẻ luôn. Giá dưới 1 tỷ. Đang cần tiền bán gấp do Covid-19 khó khăn về tài chính, nên là bán giá rẻ luôn. Giá nào cũng bán. Anh chị cứ tới trả giá là bán luôn nha. Đó. Chúng ta có hai lớp cửa nha. Lớp cửa bên ngoài là lớp cửa sắt, là mình cửa lùa, lùa qua lùa lại. Và lớp cửa bên trong này là lớp cửa kính khung sắt ha. Lớp cửa kính và khung sắt. Sân đằng trước nhà của chúng ta khoảng 1m thôi. Đường trước nhà của chúng ta là 2,5 m. Và một đầu đường là 3m, xe hơi có thể vô tới nhà. Nhà được xây dựng mới năm 2021. Hướng của căn nhà là hướng Tây Nam. Vì vậy các anh chị nào có nhu cầu về hướng Tây Nam hoặc là không có nhu cầu về hướng thì mình có thể mua căn này nha. Đó, nhà cũng rất đẹp nha. Gồm một trệt một lầu, hai phòng ngủ, hai nhà vệ sinh. Ngay cầu thang có một cái thêm một cái tủ gỗ cho chúng ta có thể đựng đồ. Chúng ta có thể trang trí, chúng ta có thể trồng cây kiểng ở đó. Đây là khu vực phòng bếp. Ngay khu vực phòng bếp thì có cửa sổ bên tay phải hướng ra ngoài đường, làm cho cái căn phòng bếp của chúng ta rất là thông thoáng ha. Tủ bếp trên và tủ bếp dưới, lavabo đôi. Mặt bếp làm bằng đá hoa cương. Ở ngay dưới cầu thang thì có một khoảng trống chúng ta có thể để đồ nha. Mình có thể làm thêm một cái cửa ở đó, mình có thể đựng đồ. Nhà là ngang là 10m, sâu là 4m. Khu vực này mình để chỗ máy giặt nha. Có ống chờ, ống xả luôn. Ngay chỗ này mình để máy giặt. Ở đây là khu vực bếp của chúng ta. Ngay chỗ này thì có nhà vệ sinh. Ở nhà của chúng ta thì có hai nhà vệ sinh nha. Nhà vệ sinh ở bên trên và nhà vệ sinh bên dưới. Gồm có hai phòng ngủ ha. Nhà này là dưới 1 tỷ, giá rẻ nhất hiện tại. Ở khu vực cách chợ Bình Chánh chỉ khoảng 2 cây. Nằm đối diện với khu đô thị 5 sao nha. Nằm đối diện khu đô thị 5 sao và ra chợ Bình Chánh khoảng 2 cây. Căn nhà này cũng được thiết kế khá là gọn, đẹp.
và giá dưới 1 tỷ thôi các anh chị. Các anh chị nào cần những căn nhà giá rẻ hơn thì bên em cũng có nha. Hiện tại căn giá rẻ nhất của bên em đang có là chỉ 380 triệu ha, nhà gồm một trệt một lửng, cách chợ Bình Chánh 2,5 km theo quốc lộ 1A. Ở đây là cầu thang thì làm những cái viên đá hoa cương này, thành cầu thang này làm bằng gỗ. Đó, cầu thang này thì khoảng 90 cm. Ở đây thì có hai phòng ngủ. Phòng ngủ đầu tiên của chúng ta thì có nhà vệ sinh bên trong, còn phòng ngủ thứ hai thì không có nhà vệ sinh. Ở trên cái nhà vệ sinh này có bồn nước nha, đó, tiện cho chúng ta sử dụng hoặc là sửa chữa lau chùi. Đó, đây là nhà vệ sinh ở trên tầng 1 của căn nhà. Ở trên là chúng ta lợp tôn chứ không phải là đổ đâu. Đó, căn nhà giá rẻ thì nó chỉ có vậy thôi các anh chị. Chứ các anh chị đòi mấy trăm triệu mà mua nhà như của 5 sao thì anh chị nào cần 5 sao thì vô khu đô thị 5 sao em có những cái căn rẻ nhất hiện tại là 4 tỷ 2. 3 lầu trong khu đô thị 5 sao. Các anh chị cần thì xem video em có để lại trong khu vực bình luận nha. Đó, đây là căn phòng ngủ thứ nhất của chúng ta. Phòng ngủ này có cửa chính ra ban công và cửa sổ phụ, rất là thông thoáng. Căn nhà này rất là thoáng nha. Dân cư thì nói chung là đông như là quân nguyên, đông như kiến luôn. Đó, đây là cái ban công khoảng 1 mét, có hành lang chắn ngang chúng ta. Dân cư rất là đông. Khu này thì ra chợ Bình Chánh chỉ khoảng tầm 2 cây số, đối diện là khu đô thị 5 sao ha. Và xe hơi mình có thể vô đó. Xe hơi cách chỗ này khoảng mấy chục mét thôi. Cách một căn nhà tức là khoảng tầm 20 mét là ra chỗ đậu xe hơi. Hướng Tây Nam, sổ hồng riêng từng căn. Đây là sổ đồng sở hữu, không hỗ trợ vay ngân hàng cái gì nha. Trả một lần, không hỗ trợ vay ngân hàng. Và căn này thì cách chợ Bình Chánh khoảng 2 cây. Giá đầy đủ của căn nhà này em bật mí luôn nha, 900 triệu còn thương lượng. Anh chị nào mua trả giá bán luôn. Giá đầy đủ của căn này chỉ có 900 triệu nha, gồm 1 trệt, 1 lầu, 2 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh, ngang 10 dài 10 và sâu là 4 mét. Cầu thang nằm phía giữa ha. Đó, căn nhà rất là thông thoáng. Nhà nào, phòng ngủ nào cũng có cửa sổ hết. Và rất là sáng, rất là thoáng. Các anh chị nào có nhu cầu về những căn nhà khác thì có thể liên hệ nha. Vào kênh của em có rất là nhiều nhà, từ nhà 300 mấy tới 4-5 tỷ cũng có nha. Thậm chí là những căn cao hơn, mắc tiền hơn. Và ngày nào thì em cũng có video mới cho các anh chị xem. Nên các anh chị hãy đăng ký kênh để theo dõi video hàng ngày. Vào lúc 20 giờ là có video mới. Tất cả các ngày trong tuần luôn đều có video 20 giờ mỗi ngày. Và căn này là ngang 10 mét, sâu khoảng 4m2, có 2 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh. Đó. Và các anh chị có nhu cầu về căn này hãy liên hệ nha. Giá đầy đủ của căn này là 900 triệu còn thương lượng. Các anh chị nào có nhu cầu hãy liên hệ và hãy đăng ký kênh. Đăng ký kênh nha, nhớ đăng ký kênh để mình nhận được video hàng ngày vào 20 giờ mỗi tối nha các anh chị. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị ở những review lần sau.